Trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự buổi ra mắt của cuộc triển lãm hội họa với chủ đề Chung Dòng Trỗi Dậy, được tổ chức vào trưa ngày 12 tháng 5 lúc 2 giờ chiều tại lầu 2 của Thư viện Martin Luther King, vào cửa miễn phí. Chung Dòng Trỗi Dậy được tổ chức từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 30 tháng 5 năm 2019, tưởng niệm ngày 30 tháng 4 năm 1975 khi Sài Gòn và miền Nam Việt Nam thất thủ. Triển lãm này cũng để chào mừng tháng 5 tháng di sản châu Á và ngày 15 tháng 5 ngày áo dài. Hãy đến với chúng tôi trong chiếc áo dài để tưởng niệm về những mất mát chung, để tự hào về sự khôi phục và tinh thần tự do của cộng đồng Việt Nam.